Đức Thì uh, quý vị biết rằng là ở trên cái uh, mỏm cát này ngày xưa là xuôi theo đường này Xuôi theo đường nhưng mà thế bây giờ đó là nghiến, mỗi lần nghiến nó là nước đen chảy xuống Bây giờ quý vị thấy cái nước đen chưa Mà đã diễn biến là kể như là chảy nghiến rất là nhiều nhiều lần Nên bây giờ đó nước chảy xuống mà nó đen nó chảy xuống tới cái này nè là không phải một lần đâu mà rất là nhiều lần nhưng bây giờ cái món cát này đó là nếu quý vị mà đứng ở đây đó quý vị nhìn thẳng là đang về cái hướng bù hông là núm cấm ở đó 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 là núm cấm đó còn núi ngang đây đó là gọi là núi uh, ngũ hồ sơn gọi là núi già nam giếng thì uh, những cái là tiên tri các ngài mà ngày xưa phật thầy ta an cho biết đó là khi mà cái mỏ két này mà đến giờ mà khi mà sẽ chuyển qua đời Thượng quân thế đức đó là cái mỏ két này sẽ xây thẳng về điện bùa hông thì chúng ta đã giờ thấy là đang xây thẳng về hướng bùa hông rồi chú vị thấy gần kính mến thì hôm nay cũng được nhân viên chú tư có lên mở ống cát thì cũng nhờ chú tư nhận định về cái việc mở ống két bây giờ nó cấm đó chú tư thì có gì thay đổi không thì nam mô di đà phật nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật nam mô a di đà phật lễ cung kính đức phật đức, -phật -đức thầy kính trình chư vị sơn thần như vị năm non bảy núi cảm ứng chứng minh kính thưa chú đồng đạo kính mến hôm nay vào ngày 13 tháng 10 nhân những ngày lễ của Đức Bổng Sư Viên Tịch lần thứ 132 chúng ta trở về đây diễn nơi gọi là Anh Vũ Sơn gọi là núi Két mà núi Két này thì được nằm trong cái bảy núi và nơi đây là ngay chăng cái mỏ ông Két rồi từ từ chúng ta sẽ diễn lên sang tiên nhưng mà đặc biệt về núi ông Két này nó có hai điểm quan trọng cái điểm thứ nhất là cái mỏ ông két là tiên tri của thầy, thầy Tây An là khi nào mà mỏ cát này mà nghiến xây hướng thẳng về cái điện bù hông à, nơi cái à, đó là cái thời kỳ nó đã hết và sẽ chuyển biến qua cái cuộc đời thủ quân Thế đức thì à, quý vị biết rằng là ở trên cái mỏ cát này ngày xưa là xuôi theo đường này xuôi theo đường nhưng mà thế bây giờ đó là nghiến mỗi lần nghiến nó là nước đen chảy xuống bây giờ quý vị thấy cái nước đen chưa mà đã diễn biến là kể như là chảy nghiến rất là nhiều nhiều lần nên bây giờ đó nước chảy xuống mà nó đen nó chảy xuống tới cái này nè là không phải một lần đâu mà rất là nhiều lần nhưng bây giờ cái mỏ cát này đó là nếu quý vị mà đứng ở đây đó quý vị nhìn thẳng là đang về cái hướng bù hông là núi cấm ở đó 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 là núi cấm đó còn núi ngang đây đó là gọi là núi uh, ngũ hồ sơn gọi là núi già nam giếng thì uh, những cái là tiên tri các ngài mà ngày xưa phật thầy ta an cho biết đó là khi mà cái mỏ cát này mà đến giờ mà khi mà sẽ chuyển qua đời Thượng quân thế đức đó là cái mỏ két này sẽ xây thẳng về điện bùa hồng thì chúng ta đã giờ thấy là đang xây thẳng về hướng bùa hồng rồi đó là cái thứ nhất thứ hai nữa thì lời tiên tri của phật thầy tây an đó là khi mà đến cái ngày mà đại hàm thủy đó là sẽ ngồi trên mỏ két này mà phát nước rửa tay thì quý vị biết là khi mà cái đại hàm thủy mà khi mà nước dâng cao lên đó là lý do gì nước dân cao là tại vì bây giờ đó là khí hậu chúng ta đang thay đổi, Đài cho biết là khí hậu chúng ta đó là đang bị thay đổi thì nói chung là những nước mà gần gian biển thì hoàn toàn là nằm trong biển nước hết nên quý vị thấy rằng bây giờ vừa qua đó là tất cả những cái lũ lụ lụt các nước và Việt Nam chúng ta thì cái đó là khí hậu thay đổi đó quý vị. Thứ hai nữa là đức lời thiện tri của thầy là ngài cho biết là sau để việc sơn băng kiệt thủy thì cùng thảm thương mới tánh quá chừng. Nghĩa là sau này khi mà sơn băng là những cái nơi mà nam cực bắc cực thì những cái tảng băng đó nó sẽ rã ra, nó sẽ rớt dưới nước và nó biển dâng cao lên sẽ đưa vào cái nước mặn chúng ta thì không còn nước uống. Như vậy thì bây giờ đó là để thầy tiên tri là à, sau đó việc sơn băng, sơn băng là những cái tảng băng nơi nam cực bắc cực nóng quá và rã ra thành nước gọi là sơn băng. Mà đó sơn băng thì kiệt thủy tất nhiên là những cái nguồn nước ngọt chúng ta không còn uống nước còn không còn nước ngọt uống nữa thành thử ra lòng vào cái nước ngọt chúng ta nó lắng đi không còn nước uống nữa gọi là sơn băng kiệt thủy mà khùng thảm thương bá tánh quá chừng đức thầy là một vị phật mà ngài thảm thương bá tánh quá chừng nhìn xem trần nước mắt rưng rưng cảm náo não kể sao cho xiết như vậy thì bây giờ đó là những cái ngày khi đại hầm thủy tới rồi thì sẽ nước dâng lên rất là cao mà không còn cái vật gì mà trên cái thế gian này chúng ta cản trở nổi những cái 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 mặt nước mà đang dâng cao lên thành thử ra đó là đức thầy mới tiên tri những cái ngày đó là đại hàm thủy sắp tới là đức thầy cho biết đó là để nó việc phong ba phong nó là gió mà khi mà gió mạnh lên gọi là siêu bão như vậy thì bây giờ đó là cuồng phong thì đến cái việc phong ba biến chuyển tất nhiên là khi mà cái phong ba cuồng phong nổi lên thì cái biến đó là tự nhiên cái nơi cái khu vực nào mình đã thấy đó Tự nhiên giờ không còn nữa là mắc Và chuyển thì từ cái vị trí này Nó qua vị trí khác Thay thiết gì phố xá nó là Ở nơi các nước đó là đang yên bình như thế này Nhưng mà thế qua một cái trận cuồng phong Thì sẽ sang bằng tất cả Và nhà cửa nó là bị sập tất cả Và kể như xe cộ cho tất cả Cũng như quý vị thấy rằng là ở, ở, ở nơi Indonesia Ở nơi Indonesia thì cái đại hầm thủy là sụp đất ở nơi cái biển nhưng mà thế rồi nước dâng lên và đưa vào bờ thì nó là chết trên 200 ngàn người ta mà xe cổ là bị trôi đó là không biết bao nhiêu và kể bên đó là bên Nhật Bản thì cái đại hầm thủy đó cũng là bị dâng cao lên rồi Trung Quốc rồi mới đây là Việt Nam chúng ta đang bị liên tục về cái lũ trồng lũ mà lục trồng lục mà bão trồng bão thì cái cơn bão số 7 đây xếp đi vào bờ thì cái cơn bão số 8 nó nói, nói theo nữa như vậy thì bây giờ đó thầy cho biết để việc phong ba biến chuyển mà cánh hồng trăng này cánh hồng trăng thì chúng ta đang ở đây gọi là cái cánh hồng trăng mà cánh hồng trăng này đó là là cái cảnh đau khổ mà hồng là cái màu đỏ là tất cả gì mà báo hiệu đây là cái ngày sắp tới đây là chúng ta đang dướng vào cái đại quả là khổ không à thì thì thành thử ra đó là để việc phong ba biến chuyển một cảnh hồng trần này tạo biển bởi vì đây không phải là cái biển thế rồi sau này đó là nước dâng cao lên mà thế mà phật thầy ta an quý vị thấy rằng ở đây là chúng ta đứng đây thì nó cao hơn cái mặt đất bằng của gì biết gì không thế mà phật thầy ta ăn kêu mà ngồi trên cái mỏ két mà phân nước rửa tay đó thì cái nước này quý vị tính được cái nào thử ra thì thầy mới tiên tri là để việc phong ba biến chuyển mà cảnh hồng trăng là tạo biển bởi vì đây không phải là cái biển đây là chúng ta ở đây là cái đồng bằng nhưng mà thế rồi nước dâng cao lên đó là nó sẽ tới cái mỏ két này thì nó sẽ là tạo biển thì không còn vật gì đó mà còn cản nổi với cái cái nước mà dâng cao này đó gọi là đại hồng thủy mà trong đại hồng thủy này nếu chúng ta có tu thì được ông dân thù sư lợi ông sẽ chèo thuyền bát nhã ông sẽ cứu cho mà ông cứu là ông cứu người hiền ông cứu cái người niệm phật nên các ngài tới kia cho biết á dân thù bồ tát tự bi chèo thuyền bát nhã cứu thì trần gian Do đưa lướt sóng bờm loan rước người tu niệm sẽ sang phệ tình vậy thì đến cái ngày đại hồng thủy rồi nếu ai có tu ai có niệm phật ai có làm lành thì sẽ nổi trên mặt nước thì ông dân thù suy lợi ông chết chèo thiền, bắt nhà ông sẽ cứu cho còn nếu chúng ta đó là không nổi lên thì ông dân thù cũng không, không thể cứu được và là chiến triết thầy còn cho biết thêm là để đến lúc phong ba biết chuyển cảnh hầm tràng này tại biển như là mênh mông rồi hay là là đến cái ngày mà đại hầm thủy đó là đức thầy cho biết là nước sẽ lên trước ba cây dầu lúc đức thầy đã nói với ông bút bút thì sau khi ngày tiếp thu thì đó là cô đâm biên còn sống thì mới hỏi cô đâm biên là đốn cây dầu đó thì đo từ dưới chân lên là quý vị biết không hai mươi tám năm hai mươi tám năm gì thì chắc cả nhân vật thế gian này là không còn gì hết nên gọi là để cái việc phong ba chuyển một cảnh hồng trần này tọa biển hay là trời lúc cuồng ba xuống dậy thì chắc dân xanh sẽ thấy việc chi trời đà sẽ đặt ly kỳ đến ngày trả quả thì bây giờ quý thấy rằng là năm châu thế giới này giờ đi để bắt tay vào cuộc là bị trả quả hết rồi nghĩa là bị lục bão rồi động đất kể cả đài loan kể cả đó là tất cả các nước bây giờ quý nghe đều luôn đây. điều là nó đều rền đều trơn là nó động đất rồi rồi nước dưng rồi như vậy thì quả địa cầu chúng ta đó là nó đã đến lúc xây chuyển rồi mà đức thầy cho biết sao vậy Thầy thầy biết đó là hoàn cầu trái đất chuyển xây thì gớm ghê cho chúng phơi thay mua ngàn có nghĩa là bà, biển cả quá cồn dâu mà cồn dâu quá biển cả thử ra là trong cái ngày để lúc đó là phong ba biết chuyển cánh hồng tràng này tại biển rồi nào là trải lúc cuồng ba sống dậy thì chắc nhân sanh nhân sanh là nó chúng ta đây nè sẽ thấy việc chi trời đà sẽ đặt ly kỳ đến ngày trả quả thì đây là lúc là chúng sanh phải trả quả rồi mà trả quả rồi không phải một việc đâu nha Trả quả nào là những chiến tranh nè nào, nào nước dưng nè nào, nào lửa cháy nè bây giờ quý vị thấy có chưa bây giờ đó là tất cả những cái núi mà lửa đó đang được hoạt động hết rồi nào là chiến tranh đó sẽ bắt tay vào cuộc rồi nào là cái bệnh đau nhiều chứng dị kỳ khó kể sách từ đây lao khổ đến cùng kẻ dương gian có nỗi thung dung người bỏ ác không toàn tính mạng mà đất thầy chúng ta đã thiên tri trước rồi là việc xảy đến đây chuyện sự thật ấy là lời của Phật giáo khuyên đây là những lời tiên tri Phật thầy Tây An chính là đức thầy chúng ta bởi vì lời của người di tịnh núi Sam chứ chấp phải là bài điều của Phật những ngày sắp đến đây là những ngày phong ba bảo tố những ngày đau khổ nhân loại chúng sanh mà đức thầy đã vì bổ nguyện lớn lao ngày thương đó là chúng ta thì sau này là ngày trở lại là cứu lương hiền chẳng cứu người hung mà kẻ gian ác nó sao tiêu diệt và kể những ngày năm chèo nổi thì cũng cái ngày cùng phong hết nên đức thầy giữ sau đây con sông nước chảy dòng cầu ngày sao có việc thảm sầu thiết tha chừng ấy nói dậy phong ba có con nghiệt thú nuốt mà người hung đến chừng thú ấy phục tùng Ba già mới biết người khùng là ai hay là thu cho được con lông ác nghiệt thì khắp nơi mới biết bến yêu chúng sanh nên tầm quạt ba tiêu chữa quả diệm nơi tâm cho tắt thì đạo hạnh ngày kia mới đắc thì tất cả những gì mà tiên tri của các ngài thì hôm nay đó là việc sẽ đến là chuyện chữa thật ấy là lời của phật cho khuyên vì tất cả năm châu thế giới này Người ta đang đó là tin tưởng Phật Pháp Và ta rất là tin tưởng lời tiên tri của Thầy Thì không phải là riêng một cái ngày mà Đại Hàm Thủy không Rồi khi Đại Hàm Thủy rồi Thì các ngài phải dùng lửa thiên này Là đốt mặt đất này cháy lụng xuống là gọi là ba tắc nữa Để cái ngày tẩy trần thì Thử ra đến cái ngày tẩy trần Thì tất cả những vật thế gian này không còn hết Là đổi qua cái đời Thượng Quân Thánh Đức Mà Thượng Quân Thánh Đức kỳ này gọi là hội long hoa trộn kẻ tô mi mà người hiền đức đang phò cho chúa thì cho chuyển sang qua là những cái ngày đó là hoàn toàn những cái thế gian này chúng ta là nằm trong cái biển nước và trong cái lửa cháy nước dưng thì đến cái ngày tẩy trăng thì đó là thầy chúng ta tiên tri đó là thời gian đó là đến cái ngày sắp đến đây là cái ngày quả đất chúng ta đến lúc mùi rồi rồi lúc đó là tàn rượu rồi bởi vì trong khoa học chúng ta đã lấy quá nhiều về cái xài thiên nhiên rồi cũng như chúng ta chế năng lượng chế máy bay rồi đó là những cái hoạt gió những khí mà trên cái mặt trời mặt đất này nè Thì chúng ta lấy thiên nhiên chúng ta xài nên thiên nhiên bây giờ đó là thời tiết đang bắt thường lấy hết nhưng thiên nhiên rồi Rồi nào là lấy dầu thì nó đang đội trái đất lên thì bây giờ dầu nó cũng không còn nữa Thì bây giờ nó đất nó tự nhiên nó sụp sụp Rồi nó động đâu nó động Rồi nào là những cái việc đó là tiết trời gì đang thay đổi bất thường Mà Đức Thầy nên cho biết trước à Trời giông gió Sái mùa rồi sái tiết Chứ ngày xưa thì bây giờ cái bốn mùa người ta đó là đều Theo cái cái phong phong thuận lắm Mà bây giờ nó thay đổi hết Gọi là trời giông gió sái mùa sái tiết Rồi nắng cùng mưa cũng khác xưa rồi nắng nó khác mà mưa cũng khác khuyên dương gian bỏ các việc tội đặng lo liệu cho tròn phận sự thấy trần thế hãy còn lưỡng lự là còn tính hai đường đó muốn tu mà còn hãy chần chờ việc thế gian như thể cuộc cờ thắng với thối một hai nước tướng vì thế bây giờ việc thế gian như thể cuộc cờ như quýt cờ đó thắng cái thối à thành thử ra một hai nước tướng như vậy thì bây giờ đó là cái cuộc đời này mà các ngài đã nhắc nhở chúng ta là cái tuần đời này là như pháo trăm ngồi rồi nào là cái tuần đời này là cũng như bàn cờ chúng ta bị thắt thử ra đó là nước cờ mới bây giờ ở nơi cái biển đông là nước cờ mới rồi đó nay đà khởi sắp chỗ tài hai biển lấp non dời nếu mà chiến tranh này bùng nổ cái rồi là biển lấp non dời gì sẽ thay đổi hoàn toàn cái bãi đi cầu chúng ta chỉ là dưới cùng trên đảm đạm khí trời cả thế giới mưa hòa gió thận rồi đặt nền móng thánh quân đặt dựng trên triều ca gầy dựng tối hiền giờ mất câu thiên lý dị nhiên nên còn đãi thiên quai nấy lệnh tỏ cùng đời ít câu cung thỉnh mong kháng quan vào cửa xem tuồng có cùng cây điểu thuốc chi muôn mà nhơn với giặc quần lai bổn tánh Đối mới biết ai là phật thánh ai thảo hiền ai lỗi đạo nhà đồng hát câu phụ tử khải ca trúc trăm họ muôn nhà thận thế bồ đào rượu thánh trà tiên muôn năm cộng lạc chúa hiền tâu trung vì lẽ đó mà các ngài mới khuyên chúng ta là ngõ lời khuyên nhân lỗi khắp gần xa Răng tu tỉnh hưởng đời chung cực lạc trên cửa phật mùi hương thơm bắt ngát dưới quân thần phụ tử khải hoàng ca ấy là sông bốn biển hiệp một nhà không ghen ghét dứt câu thù hận quán trên kẻ trí lấy công bình phân đoán dưới dọn văn chăm họ được im liềm về trẻ với già nhìn hai chữ từ khiêm không còn thấy loạn lưng nền can kỹ rồi đạo tôi chúa chặt dình câu chung thủy đạo thầy trò gắt cốt cái khi xương đạo cha con chặt chẽ chữ miên trường đạo chồng vợ thượng hòa đến thác thì chúng ta qua đời thượng quan thế đất rồi là cái cuộc đời chúng ta sẽ hưởng thụ muôn đời còn thế gian này là chốn ta bà tiêm lụng vào mòn mà thân tứ đại của người cũng thế mau thức tỉnh tu thân kẻo trễ đến tội rồi mới hối muộn màng chi cho bằng ta sớm lo toan dình với lực nghe kinh trọng phật thì đến lâm chung quả lành đau mắt cõi tây phương chứ phật đợi chờ mà nếu không tu thì việc tu thân thượng tính hăng hờ chừng quả đến e cho khó tránh nên quý vị chúng ta nên bước vào cái nơi cái cửa mà lên chân núi đây người ta vẽ cái ông cọp sơn thần thế này đây rất là lớn mà sơn thần là những vị đã tu đất đạo trên cái vùng bảy núi này là thành sơn thần nên trong cái bề quyện của chúng ta là chư vị sơn thần chư vị năm non bảy núi là những vị cọp đã tu thành cái chánh quả giờ nơi đây thì quý vị thấy rằng nơi chỗ nào người ta cũng đều để ông cọp hết rồi tất cả những cái nơi mà thiên nhiên tạo quá đã tạo sẵn gì chứ không phải được ai mà tạo được thì thử ra đây là cái nơi là dùng năm non bảy núi gọi là trên năm non rồng phụng tốt tươi miền bãi núi mà sao bao quý thì trong cái ngọc ngà cho báo đền vàng địa ngọc của vua chúa chỗ này chừng nào thiến sấm nổ giang thác sơn lộ dĩa đền vàng báo thai chọn bến nước rủi mai trong đục nếu chằng chờ lục đục chơi trơn thương đời ta tỏ làm ơn lời ta phiên nhũ như đền bá nha trong bổn đạo gần xa ghi nhớ phải thi hành phận tớ cho xong để sao để diệt long đông sát thân tôi thấy may rồng họ kia thì bây giờ chúng ta đi vào việc long đông ra rồi hay là bá gia mau kiếp lo âu để sao đối đầu chấn Đặng Toàn Thay Thì bây giờ chúng ta đang vô đối đầu tất cả mọi hoàn cảnh này Thì chúng ta chỉ còn là tu kiếp kiếp Nếu không quá trễ chừng đối đầu có kiếp nữa không Thì buổi trưa hôm nay nó cũng nắng quá Thì xin tạm dừng ở đây à, Tiếp tục lên trên kia sẽ quay tiếp tục Thì à, xin nguyện cầu mười phương chư Phật qua linh nước Thầy Để giao trì cho toàn thể quý vị chúng ta luôn luôn Hướng về Phật Pháp và tu hành tính tán cho kịp Ngày Long Qua Đại hội khi chúng ta gặp Đức Thầy Đức Phật Trong cái ngày sắp đến đây Nam Mô Di Đà Phật